Xin chào cả nhà, mời mọi người cùng với em chúng ta cùng nhau ngắm hoa của cây huyết kiếm kim cương đỏ đang nở ở tại vườn nhà mọi người nha. Cây thì cho ra vòi hoa rất là mập, cùng với đó là mật độ hoa nhiều và mọi người sẽ thấy là cánh bầu bỉnh, nhìn khá là bắt mắt luôn. Bông khi nở thì cho cái màu đỏ đẹp cực kỳ mọi người, bông tròn vo. Và đây là clip hoa của cây khi nở tại vườn. Ở đằng sau clip em sẽ chia sẻ một vài tip để cho anh em nếu mà muốn sưu tầm cái cây huyết kiếm kim cương đỏ này về làm giống thì có thể là xem đằng sau của clip mọi người ha. Nhưng trước hết thì mọi người cùng với em chúng ta ngắm cái mặt hoa của cây kiếm này để xem nó có xứng đáng để mình sưu tầm về vườn không mọi người nhé. Nhìn ở ngoài phê cực kỳ luôn mọi người. Rồi, vừa rồi thì mọi người đã được ngắm clip của cái cây kiếm kim cương đỏ nở rất là đẹp ở ngay tại góc này của vườn em luôn mọi người ha. Thì hôm nay thì em lên clip đây thì có một vài tip muốn chia sẻ để anh em chúng ta có thể là sưu tầm được cái cây huyết kiếm rất là quý này. Rồi, và mọi người có thể thấy là trước mặt mọi người là hiện nay là em có ba cái tép mọi người nha. Thì những tép này thì nó đều đã lên măng khỏe đẹp hết rồi. Đó, mọi người có tép lên hai măng, có tép lên măng. Nhưng mà cây khỏe mạnh, tép đang lên măng nè. Và đặc biệt là có cái tép này. Thằng này thì nó vừa mới hoa xong luôn. Các bạn chỉ có thể thấy là nó vẫn còn cái vòi hoa nè. Đấy. Đây, những cái mọi người thấy cái lưỡi đỏ, cánh đỏ đặc trưng của cái cây kiếm kim cương đỏ nó mới nở ở vườn em xong nè. Rồi. Và đây thì thằng sau khi ra hoa thì nó cũng đã kịp thời nó lên đường cái măng rồi mọi người nha. Nên là anh em về trồng chăm sóc nhân giống thì cũng khỏe, an tâm. Thứ nhất là chuẩn giống ha, và thứ hai thì cây đã có măng rồi, về chăm rất là khỏe. Rồi. Đây, thân lá đây. Đó. Rồi thì nay thì em đang có một tép đó, tép đây lên được hai măng rồi nè. Anh em nào sưu tầm mà lấy giống, sưu tầm lấy giống thì có thể là sưu tầm cái tép đang có hai măng này, cũng về chăm cũng rất là khỏe mọi người nha. Ngoài ra thì cũng có thêm một tép này nữa. Đấy. Mọi người ta thấy là tép này cái măng của nó rất là bự nha, măng lên bự lực. Về thân lá thì thằng này thì cái thân lá nó kiểu đặc trưng là cái mặt lá xanh mọi người nha, mặt lá rất là xanh, mặt lá rất xanh và đặc biệt là cái kiểu dạng lá của nó giống như cây đậu Mỹ á. Tuy nhiên thì thằng này nó mỏng hơn đậu Mỹ mọi người nha, mỏng hơn đậu Mỹ, cầm có thể uống dễ qua lại, chứ nó không dài như là mấy thằng phan trí đây rất là dài, nhưng mà mỏng nhưng mà nó không đồng nghĩa võng mọi người nha, mỏng mà cây nó vẫn trồng nó vẫn nằm thẳng chỉ thiên lên trời. Và ngoài ra thì cây này cũng có một cái rất là hay khi mà nở hoa, đó là cái vòi hoa. Lúc mới đầu nhú lên thì mọi người sẽ thấy nó kiểu nó nâu nâu, nâu chứ nó không đỏ hết cái cần mọi người. Sau dần 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 thì cái cần cùng với bông hoa nó mới bắt đầu nó đỏ lên. Đấy. Rồi. Này em có 3 tép đây. Nói chung là anh em sưu tầm thì liên hệ với em nha. Giá cũng phải chăng thôi, vài trăm ngàn tép ha. Rồi. Mọi người mua thì cứ nhắn tin liên hệ, em sẽ báo giá cho. Rồi, xin chào và hẹn lại cả nhà ở những clip về những cái giống lan kiếm đẹp đặc sắc tiếp theo. Hôm nay là cây kiếm kim cương đỏ nha mọi người. Một cây kiếm hoa đỏ rất đẹp, rất đáng để sưu tâm. Giá cả cũng phải chăng nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.